Trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn ra, ngoài nỗi lo về các đơn hàng hợp đồng, thì việc chăm lo cho người lao động là ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp. Nhiều kịch bản được xây dựng để ứng phó với khó khăn cả trong và sau dịch được doanh nghiệp xây dựng nhằm đảm bảo về tài chính sự tăng trưởng. Trong đó, nhiều doanh nghiệp cơ cấu lại các sản phẩm, tăng giảm các loại sản phẩm sao cho đáp ứng được nhu cầu thị trường. Đây cũng là những chia sẻ của chuyên gia, diễn giả tại buổi tọa đàm Truyền thông vượt qua khủng hoảng hậu COVID-19 vừa diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh tuần qua. Theo các chuyên gia, đối với vấn đề truyền thông nội bộ, doanh nghiệp phải kịp thời cung cấp thông tin, giải quyết khúc mắc, đưa ra những chính sách phù hợp để nhân viên yên tâm làm việc. Trong khi đó, sự an toàn là ưu tiên đầu tiên doanh nghiệp mang lại cho khách hàng. Chính vì vậy, các quyền lợi yêu cầu của khách hàng được giải quyết thỏa đáng. Tại sự kiện, các nhà báo, chuyên gia và doanh nghiệp còn cùng nhau chia sẻ về vai trò của báo chí trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp truyền thông, như việc xây dựng hình ảnh trong mục tiêu vượt qua khủng hoảng sau đại dịch, báo chí kết nối thông tin và lan tỏa những dòng chảy tích cực, kinh nghiệm xử lý thông tin trong giai đoạn doanh nghiệp khủng hoảng hậu COVID-19, kinh nghiệm về truyền thông nội bộ, công tác truyền thông với khách hàng, đối tác và báo chí về những nỗ lực của doanh nghiệp cũng như sự san sẻ với các bên để cùng vượt qua khó khăn hiện tại.